Quên lấy bỏ vâng. Cái gì? Ui, lại gái tiếp ở trên này. Đây. Có Mở mic lên cô ơi, không nghe gì hết cô ơi. Rồi. À, xin lỗi hồi nãy em quên bật cái mic đó hả? À, thì đây là một những cái thống kê mang tính chất là meta analysis, tức là thống kê trên rất là nhiều các cái dữ liệu lâm sàng. Thì chúng ta thấy nếu mà như cái chủ đề hôm nay chúng ta quan tâm thì một cái thống kê trên 21 cái báo cáo lâm sàng khác nhau, tức nghĩa là họ lấy dữ liệu trên 21 cái báo cáo thử nghiệm lâm sàng, những cái nghiên cứu lâm sàng thực hiện trên những cái người bệnh nhân, và những cái báo cáo tổng hợp trên 21 cái báo cáo này thì chúng ta thấy rằng là có trên tất cả trên những cái báo cáo này thì họ sử dụng cái công nghệ yêu cầu để điều trị vấn đề về thoái hóa khớp, hay cho những cái hỗ trợ cho những cái phương pháp can thiệp ngoại khoa khác. Và trên trong trong nếu chỉ lấy trong 15 cái trên 21 cái báo cáo này thì có đến 9 cái báo cáo là họ sử dụng cái huyết tương đã hoạt hóa, huyết tương giàu tiểu cầu đã hoạt hóa. Thì tí xíu mình sẽ đặt ra một cái câu hỏi là vì sao mình cần phải hoạt hóa nó trước khi mà mình sử dụng. Còn nếu mà chúng ta quan tâm đến cái câu chuyện của thẩm mỹ thì 30 cái 38 cái báo cáo lâm sàng khác nhau người ta cũng chỉ ra rằng là việc sử dụng các huyết tương giàu tiểu cầu trong vấn đề về da liễu thẩm mỹ nó mang lại cái hiệu quả rất là đáng kể, và trên 70% các cái nghiên cứu này là họ sử dụng PRP đã hoạt hóa. Bây giờ mình sẽ dùng luôn cái từ PRP trong suốt cái bài nói này. Thì như vậy PRP nó là cái gì? Thì ở đây chắc là chúng ta cũng đều biết là ở trong máu của mình á, thì nếu mà mình tách ra làm hai phần thì nó sẽ có phần tế bào và phần huyết tương, đúng không? Và trong phần tế bào đó thì sẽ chứa các cái hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Phần huyết tương thì nó sẽ chứa chủ yếu là nước, các protein để tạo nên cái độ keo, độ nát của cái huyết tương, ví dụ như là albumin hay là các cái kháng thể nằm trong huyết tương, vân vân. Thì như vậy trong một cái máu bình thường thì nó sẽ chiếm nhiều là các cái hồng cầu. Thì thực sự cái PRP nó là một cái liệu pháp đã được thế giới quan tâm rất là lâu rồi. Từ khoảng những thập niên 70 á, là người ta đã quan tâm đến việc là sử dụng các chế phẩm từ máu để mà ứng dụng trong y khoa. Thì lúc đó là người ta đã nghĩ đến câu chuyện là truyền cái PRP. Thì vì sao người ta quan tâm đến cái chuyện này? Thì mình học về sinh lý máu thì mình nắm rồi. Chức năng của mỗi loại tế bào ở trong trong máu nó đều có. Ví dụ hồng cầu thì vận chuyển khí, bạch cầu thì tham gia vào quá trình miễn dịch, và tiểu cầu thì tham gia vào quá trình đông máu. Và trong cái cơ chế đông máu của tiểu cầu thì ngoài cái chuyện là nó huy động để tạo ra cái hiện tượng đông máu, giúp ngăn chặn sự mất máu ra khỏi lòng mạch để đảm bảo được cái thể tích máu trong lòng mạch và đảm bảo cho cái cơ thể của động vật đó và con người đó luôn đủ cái lượng dịch để sinh tồn. Thì sau sau theo của cái quá trình đông máu nó chính là cái quá trình tái tạo và chữa lành. Thì tiểu cầu nó sẽ bị vỡ ra, và cái quá trình nó vỡ ra trong cái cục máu đông đấy thì nó giải phóng ra rất là nhiều cái yếu tố tăng trưởng, và những yếu tố tăng trưởng đó thì làm cho vết thương nó được kích thích làm lành hơn. Cho nên mình thấy sau khi mà mình bị vết thương, mình bị đứt tay thì sau đó nó sẽ có cục máu đông và nó có ra một cái dịch keo màu vàng vàng ở cái vết thương đấy, và một lát sau mình sẽ thấy không còn máu chảy nữa, rồi sau đó mấy ngày sau mình sẽ thấy vết thương mình nó được lành. Thì cái vai trò đó là cái vai trò chính, nó đến từ tiểu cầu. Thì chính vì vậy mà người ta mới nghĩ đến cái câu chuyện là làm sao mình có thể có được một cái lượng tiểu cầu nhiều, thật nhiều để mình đưa vào một cái vị trí vết thương, thì lúc đó nó sẽ đẩy nhanh được cái tốc độ chữa lành và tái tạo được cái vị trí vết thương đấy. Đó là lý do mà người ta đưa ra cái khái niệm là tạo ra, thu nhận ra cái huyết tương giàu tiểu cầu này để ứng dụng. Thì từ sau những thập niên 70 thì người ta bắt đầu áp dụng cái huyết tương giàu tiểu cầu, và những cái ứng dụng khác nhau được đề xuất.
nhưng mà thực sự nó nở rộ là từ khoảng những năm 2000 trở về đây, khi người ta đã đạt được những cái thành công rất là đáng ghi nhận, ứng dụng cái huyết tương giàu tiểu cầu vào vấn đề về cơ xương khớp, vấn đề về chữa lành những cái vết thương mãn tính. Và khoảng từ năm 2003 trở lại đây thì họ ứng dụng rất là thành công trong vấn đề về chấn thương thể thao, tức là những vận động viên. Thì cái điều này nó rất là ý nghĩa, khi mà vận động viên họ bị những cái chấn thương, họ bị những cái đau đớn, họ phải dùng những cái thuốc giảm đau, thì đôi khi những cái điều đó nó lại ảnh hưởng đến cái kết quả xét nghiệm của họ khi mà họ phải tham gia thi đấu. Thì những cái thuốc nó có thể có những cái thành phần nào đấy mà họ không biết, khi xét nghiệm là bị dính chất cấm hay chất doping gì đó thì họ lại không thể tham gia thi đấu được. Do vậy rất là nhiều liên đoàn thể thao ở các quốc gia thế giới hiện giờ họ dùng những cái liệu pháp y học cá thể này để họ áp dụng cho bệnh nhân, cho vận động viên. Thì lúc đó không lo về câu chuyện là họ sẽ bị vướng những cái chất cấm, nhưng mà cái tác dụng về chữa lành, cái tác dụng về giảm đau nó là hiện hữu, tức là người vận động viên đó sẽ được cải thiện rất là rõ rệt. Thì cái sau đó thì việc ứng dụng của cái huyết tương giàu tiểu cầu nó không có giới hạn trong những cái chủ đề này, mà nó lại được mở rộng sang một cái chủ đề mà cộng đồng rất là quan tâm, đó là cái chủ đề làm đẹp. Và từ sau đó thì chúng ta thấy cái huyết tương giàu tiểu cầu ứng dụng vào da, ứng dụng vào thẩm mỹ, ứng dụng vào trẻ hóa, nó nở rộ hơn bao giờ hết. Và cho đến thời điểm hiện tại thì việc người ta hàng tháng người ta đi tiêm huyết tương giàu tiểu cầu vào mặt là nó là một cái chuyện rất là bình thường, cung cấp một cái lượng yếu tố tăng trưởng giúp cho người ta có một cái làn da nó trẻ và nó trẻ hóa và nó được tái tạo nhiều hơn. Thì như vậy chúng ta hình dung là cái huyết tương giàu tiểu cầu có nghĩa là chúng ta bằng một cái phương pháp nào đó, chúng ta lấy một cái lượng máu từ cơ thể ra và chúng ta cô đặc lại. Để trong một cái, thay vì ví dụ trong một cái 1ml máu nó sẽ chứa A tiểu cầu, thì bây giờ mình thu sao trong 1ml huyết tương á, nó sẽ chứa 2A tiểu cầu, tức là gấp đôi, hoặc 3A tiểu cầu, nhiều hơn gấp 2, gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần như vậy. Và sau đó mình sẽ sử dụng cái chế phẩm đó để mình đưa vào cơ thể. Thì PRP nó là viết tắt của cái cụm từ platelet rich plasma, tức là một cái chế phẩm huyết tương mà có chứa nhiều tiểu cầu. Cho đến thời điểm hiện tại thì chúng ta có rất là nhiều cái version hay cái tên gọi khác nhau của cái huyết tương giàu tiểu cầu này. Chúng ta sẽ có BRGF, tức là một cái chế phẩm. Thì nói tới đây mình nhắc lại một tí xíu. Hồi xưa thì khi người ta thu cái huyết tương giàu tiểu cầu này ra, thì người ta ly tâm, người ta tách ra được cái phần hồng cầu ở dưới, người ta bỏ, người ta lấy cái phần huyết tương và lấy có chứa cái tiểu cầu, thì người ta dùng cái đó người ta đi sử dụng liền, truyền hoặc là tiêm. Thì chúng ta sẽ thống nhất với nhau cái PRP đó chúng ta gọi là PRP chưa hoạt hóa, tức nghĩa là chúng ta thu xong là chúng ta có được cái tiểu cầu ở trong chế phẩm mà chúng ta dùng liền, thì đó là PRP chưa hoạt hóa. Nhưng hiện nay người ta thấy rằng cái phương án đó sử dụng nó vẫn được, nhưng mà cái hiệu quả nó sẽ đến chậm hơn. Bởi vì khi đưa cái chế phẩm đó vào cơ thể thì cái việc hoạt hóa cái tiểu cầu đó nó sẽ phụ thuộc vào cái cơ địa của cái người bệnh nhân đấy, cái người ứng dụng đấy, là làm cho tiểu cầu vỡ ra, nghĩa là trong khi đưa vào trong cơ thể tiểu cầu nó vẫn kích hoạt đông và nó vẫn vỡ ra và giải phóng yếu tố tăng trưởng, nhưng mà nó sẽ mất thời gian vài giờ, thậm chí có thể là vài ngày. Cho nên sau này thì các cái bác sĩ, các cái nhà y học họ không chuộng nhiều bằng cái phương pháp đấy nữa, mà sau khi thu nhận ra cái chế phẩm đấy thì họ dùng công cụ, họ dùng phương pháp để họ kích hoạt cái tiểu cầu đó, hoạt hóa luôn, tức là giải phóng yếu tố tăng trưởng. Cho nên nó mới có cái thuật ngữ là PRGF này, tức nghĩa là một cái chế phẩm nó có chứa sẵn luôn cái growth factor từ tiểu cầu, để yếu tố tăng trưởng từ tiểu cầu. Rồi sau này chúng ta có BRF là một cái thế hệ thứ hai của PRP. Nhung sẽ chia sẻ cái này chi tiết hơn trong những cái slide tiếp theo. Thì như vậy chúng ta hiểu theo một cái nghĩa rộng, PRP nó là một khối lượng huyết tương của máu tự thân mà chứa nồng độ tiểu cầu cao hơn so với thể tích của, so với máu ngoại vi bình thường. Đó là cái định nghĩa chung. Về mặt phân loại thì nếu mà các bác sĩ, các anh chị chúng ta lên trên internet chúng ta đọc thì chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều cái cách gọi tên của PRP. Thì ở đây Nhung thống kê trên 8 cái cách phân loại khác nhau về PRP. Nhưng mà hiện nay người ta chuộng nhất là cách gọi tên theo hệ thống phân loại của Dohan và các cộng sự của mình. Thì cái cách phân loại của Dohan như thế nào? Nó chạy chậm hơn ở trên này. Cách phân loại của Dohan thì nó sẽ chia cái PRP ra thành hai cái nhóm. Thì bây giờ mình, các bác sĩ cũng như các anh chị, chúng ta sẽ lưu ý là chúng ta sẽ có hai dạng PRP, chúng ta sẽ gọi nó là PRP thế hệ 1.
PRF nó chính là PRP thế hệ 2. Thì người ta phân loại hai cái loại này như thế này. PRP thì sẽ chia thành hai loại. Một loại người ta gọi là LPRP, tức là PRP nó còn lẫn bạch cầu. Thì khi mà mình dùng máy ly tâm để mà mình ly tâm máu á, thì ở phía dưới nó sẽ là hồng cầu, ở chính giữa nó sẽ là một cái lớp trắng trắng, đó là cái chứa bạch cầu và tiểu cầu. Và ở trên cùng nó sẽ là phần màu vàng, đó chính là cái phần huyết tương. Thì cái huyết tương vào tiểu cầu mà có lẫn một ít bạch cầu thì người ta gọi nó là leukocyte PRP. Cái loại thứ hai nó gọi là B hay là pure PRP, tức là huyết tương vào tiểu cầu hoàn toàn không lẫn bạch cầu, nó rất là tinh khiết, hoặc nếu có lẫn thì một cái lượng rất là ít. Tương tự như vậy, đối với fibrin vào tiểu cầu là PRF thì chúng ta cũng sẽ có là LPRF và BPRF, tức là PRF dùng cái PRP trong điều trị những vấn đề về tổn thương gân thì có bạch cầu nó sẽ tốt hơn là PRP không có tổn thương gân, là PRP không có bạch cầu, bởi vì cái bạch cầu nó sẽ kích hoạt một cái quá trình viêm. Và cái quá trình viêm thì chúng ta học, chúng ta biết rồi, viêm nó là một cái quá trình mà mình tạm hiểu là đập bỏ đi cái cũ để xây lại, tức là những cái nó bị hư rồi đó thì bỏ đi rồi để tái tạo rồi xây một cái mới. Cho nên cái việc có cái bạch cầu đó nó sẽ tạo ra một cái quá trình viêm ban đầu và nó sẽ kích hoạt được cái quá trình, kích thích cái quá trình là đập đi xây lại, và nó sẽ tái tạo cái vùng tổn thương được tốt hơn. Thì cái đó những cái nghiên cứu trên y văn người ta đã chỉ ra so sánh cái LPRP và PRP trong cái điều trị tổn thương gân rồi. Thì như vậy cái vấn đề là vì sao mà cái tiểu cầu nó lại được quan tâm và huyết tương vào tiểu cầu lại được ứng dụng như vậy trong nhiều cái vấn đề khác nhau. Thì trong cái nghiên cứu về sinh lý tiểu cầu á, thì hiện nay nếu mà mình lên mình sẽ thấy có những cái tạp chí họ chỉ chuyên nghiên cứu về tiểu cầu thôi, và những cái bài nói, bài công bố trên đó chỉ là những bài về tiểu cầu. Đó là cái tạp chí tên là Platelet, tức là chuyên về tiểu cầu. Thì người ta dùng cái phương pháp, những cái hệ thống kính hiển vi rất là hiện đại bây giờ, là như là kính hiển vi điện tử quét, người ta chụp cái cấu trúc của tiểu cầu. Thì tiểu cầu nó rất là nhỏ, thì chúng ta thấy ở đây là cái hình ảnh cấu trúc của cái tiểu cầu. Và cái chính cái vấn đề mà người ta quan tâm ở cái tiểu cầu này là bởi vì ở trong tiểu cầu này nó có chứa những cái hạt, và có hạt alpha, hạt beta, nhưng cái hạt mà nó có cái vai trò quan trọng nhất, đó chính là cái hạt alpha. Và trong cái hạt alpha này thì người ta đã chỉ ra rằng là nó có chứa trên 30 loại protein khác nhau. Mặc dù cái kích thước hạt này thì kích thước rất là nhỏ, kích thước hạt nano thôi. Chắc là cái trình chiếu lại. Thì những cái hạt này nó chứa những cái protein rất là quan trọng tham gia vào cái quá trình chữa lành. Thì chúng ta nhìn trên cái hình này nè, chúng ta sẽ thấy người ta ký hiệu là những chữ A. Đó là những cái hạt mà người ta chụp được ở trong cái cấu trúc tiểu cầu. Thì những cái protein này nó là cái gì? Nãy giờ mình nói rất là nhiều những yếu tố tăng trưởng. Thì đó là những cái ví dụ như là TGF-beta, thì nó kích thích sản sinh collagen. Nó là những cái VEGF kích thích hình thành mạch máu mới. Nó là những cái như là interleukin tham gia vào cái việc mà giảm viêm, hay là những cái insulin, lyrosal factor, hay là những cái BDGF, là những yếu tố tăng trưởng mà cái tiểu cầu nó giải phóng ra khi mà cái tiểu cầu nó bị bó lại trong cái cục máu đông, trong cái sinh lý đông máu. Thì sau cái quá trình bó đó nó sẽ giải phóng những cái hạt này ra, và lúc đó những cái hạt này sẽ phóng thích những cái growth factor, và những growth factor này sẽ tham gia vào cái quá trình là ví dụ kích thích sinh collagen để tạo ra cái mô sẹo chẳng hạn, để chữa lành cái vết thương, hoặc là kích thích hình thành mạch máu mới để tái tạo cái mạch máu đã bị đứt gãy ở cái vùng mô đấy, vân vân. Hoặc là những cái yếu tố để giảm viêm, để cải thiện cái tình trạng viêm. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy là cái huyết tương vào tiểu cầu hay cái PRP nó sẽ giúp sửa chữa nè, nó giúp tái tạo nè, phục hồi nè, và thay thế những cái mô, những cái tế bào bị tổn thương. Thì ở đây có rất là nhiều cái cách để chúng ta điều chế cái chế phẩm này. Nói về PRP thì thật sự bây giờ nó không có khó để mà thu nhận, nó rất là dễ để tiếp cận. Chúng ta có thể dùng các phương pháp như là lọc tiểu cầu này, dạng tiểu cầu.
hoặc là chúng ta dùng phương pháp ly tâm. Nhưng mà hiện nay thì đa số các cái đơn vị ứng dụng hay các cái bệnh viện thì người ta sử dụng máy ly tâm, bởi vì cái phương án này nó dễ tiếp cận và người ta sẽ đầu tư một cái thiết bị như vậy để người ta sử dụng hoài luôn. Thì cái máy ly tâm thì mình cứ hình dung là mình thu máu của bệnh nhân ra những cái ống máu như thế này và đưa vào máy, thì ly tâm với một cái tốc độ phù hợp thì nó sẽ giúp chúng ta phân tách được cái tiểu cầu và cái huyết tương ra. Thì ở đây mình lưu tâm một tí là cái PRP á, nó là một cái liệu pháp tự thân hay là liệu pháp y học cá thể, là personalized medicine. Thì ở đây một cái liệu pháp tự thân hay một cái liệu pháp y học cá thể, nó sẽ có vừa có ưu điểm và nó cũng phải có vừa có nhược điểm. Thì bất cứ một cái phương pháp điều trị nào nó cũng sẽ có hai cái khía cạnh đấy. Chúng ta rất khó tìm được một cái phương pháp điều trị nào mà nó gọi là perfect hoàn toàn, không có bất cứ một cái khuyết điểm nào cả. Thì cái ưu điểm của nó là cái gì? Ưu điểm là chúng ta dùng chính cái sản phẩm từ cơ thể của chúng ta để điều chế ra cái chế phẩm để phục vụ cho cơ thể của chúng ta, để điều trị cho chúng ta. Thì nó có cái tính gì? Tính an toàn, cái tính thân thiện. Nó là của từ cơ thể mình nên mình không có lo những cái vấn đề về thải loại những yếu tố ngoại sinh. Nhưng cái khuyết điểm của nó sẽ là gì? Nó sẽ phụ thuộc vào cơ địa. Và cái khuyết điểm này nó sẽ, bác sĩ sẽ thấy rất là rõ là giữa các bệnh nhân mình điều trị khác nhau sẽ có những cái mức độ cải thiện rất khác nhau. Tại vì nó sẽ là một cái chế phẩm mà chất lượng của chế phẩm này nó có tính biến thiên. Nó rất là khác với cái viên thuốc paracetamol mình mua từ một cái hãng thuốc, họ sản xuất một cách đồng loạt thì tất cả các viên thuốc đều cùng một cái nồng độ paracetamol là 500mg hết. Còn ở đây bệnh nhân A mình thu được lượng tiểu cầu, bệnh nhân B mình sẽ thu ra một cái lượng tiểu cầu khác. Cho nên chất lượng của PRP chúng ta phải thống nhất ở đây là cái chất lượng của nó sẽ có tính biến thiên theo tình trạng cơ địa của bệnh nhân. Ví dụ như một bệnh nhân đấy, trên cơ thể của họ sinh lý máu giai đoạn đó của họ là một cái sinh lý máu không thực sự tốt, số lượng tiểu cầu họ không thực sự nhiều, thì lúc đó cái chế phẩm chúng ta thu ra chúng ta sẽ thấy cái hiệu quả nó không phải là như chúng ta mong đợi là 80-90% mà nó chỉ khoảng 70%. Nhưng một cái bệnh nhân B, người ta có một cái sinh lý máu tốt hơn, chất lượng tiểu cầu người ta tốt hơn, thì người ta sẽ có được một cái kết quả nhanh hơn. Ví dụ bệnh nhân này mình tiêm xong, khớp xong 2-3 tuần bệnh nhân ấy đã thấy cải thiện, nhưng mà bệnh nhân này phải 1 tháng sau, bệnh nhân kia phải cảm thấy 2 tháng sau. Thì chúng ta sẽ thấy là đó là cái chung nhất của tất cả những liệu pháp y học cá thể, không riêng gì tiểu cầu. Ví dụ như bây giờ các bác sĩ nghe nhiều về cái liệu pháp tế bào gốc đúng không ạ? Tế bào gốc trong điều trị thoái hóa khớp, tế bào gốc trong điều trị những cái vấn đề về các cái bệnh lý mãn tính, thì nó cũng là một cái liệu pháp y học cá thể. Thì nó cũng sẽ, cái chất lượng nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái cơ địa của cái người bệnh. Bác sĩ Hoàng Anh à, nếu không đây nhân chuyển qua cái máy chủ thì sẽ ít có người họ can thiệp hơn vào trong cái quá trình trình chiếu. Thì như vậy nếu chúng ta loại đi cái yếu tố cơ địa thì cái chất lượng PRP nó còn phụ thuộc vào yếu tố nào? Thì nó sẽ phụ thuộc vào cái quy trình mà chúng ta thu nhận. Tức là quy trình các bác sĩ, các anh chị chúng ta thu máu, chúng ta ly tâm, chúng ta tiết chiết tách. Thì về định nghĩa chung hiện giờ thì cái PRP nó sẽ chứa một cái lượng tiểu cầu cao khoảng từ 2 đến 6 lần so với máu ngoại vi. Thì chúng ta gọi đó là cái chế phẩm PRP. Thì chúng ta sẽ cập nhật tiếp về cái PRF. PRF thì là một cái thế hệ tiếp theo của PRP, và cái nếu PRP là khoảng từ thập niên 70 thì PRF mới được phát triển từ khoảng năm 2000 trở lại đây, do một nhóm các nhà khoa học tại Pháp đề xuất và sau đó đã công bố. Và tiếp theo thì rất là nhiều các cái nghiên cứu cũng như là các cái công trình ứng dụng trên lâm sàng đã sử dụng PRF như là một cái dạng PRP thế hệ thứ hai. Thì PRF nó sẽ khác gì với PRP? Nếu mà mình thu nhận PRP á, thì mình sẽ phải sử dụng cái ống lấy máu có chất chống đông. Tại vì cái mình sẽ thu nhận nó là cái plasma, là cái huyết tương. Thì mình phải có chất chống đông để cái máu nó không có bị đông lại. Còn PRF nó sẽ là một cái chế phẩm chứa rất là nhiều fibrin. Và chúng ta biết rồi, để có được fibrin thì phải xảy ra hiện tượng đông máu. Hiện tượng đông máu thì nó mới giải, nó mới chuyển cái fibrinogen ở trong máu chúng ta trở thành fibrin. Do vậy người ta thu PRF thì người ta sẽ thu nhận bằng những cái ống hoàn toàn không chứa bất cứ thành phần nào, tức nghĩa là không bao gồm cả chất chống đông. Do vậy PRF nó sẽ là một cái chế phẩm mà chứa rất là nhiều fibrin và tiểu cầu, và cái một lượng nhỏ những cái tế bào tự do lưu hành trong máu. Thì cái PRF là một cái thế hệ ra đời sau, nhưng mà nó là một cái công cụ được đánh giá là hữu ích trong y học. Bởi vì cái fibrin đó nó sẽ giống như một cái dàn giáo vậy. Chúng ta hình dung giống như là chúng ta tạo ra một cái dàn, một cái khung nền
để chúng ta xây cái nhà, chúng ta tạo ra cái khung nền, rồi chúng ta đưa cái chất vào trong cái khung nền đấy. Thì khi chúng ta có cái khung nền đó, chúng ta đưa những cái chất vào thì nó sẽ giữ những cái chất ở trong cái khung đó, nó không chạy đi mất. Thì cái fibrin BF nó sẽ là một cái công cụ rất là hữu hiệu trong những cái trường hợp mà chúng ta cần một cái khung nền để giữ cho một cái cấu trúc định hình. Thì cái BF nó đã được so sánh với lại cái PRP về hàm lượng các yếu tố tăng trưởng về khả năng tái tạo để chỉ ra rằng cái tính hiệu quả cũng như cái giá trị tương đương của nó trong ứng dụng điều trị. Và những cái kết quả này cũng đã được công bố vào năm 2005. Thì khi mà người ta sử dụng các cái phương pháp chụp thì ở đây chúng ta sẽ thấy là cái hình ảnh của cái PRF khi chúng ta chụp dưới kính hiển vi điện tử thì chúng ta sẽ thấy nó là một cái khung rất là chặt chẽ như thế này, và nó sẽ giúp chúng ta giữ lại những cái cấu trúc. Ví dụ như ở đây chúng ta có thể thấy những cái tròn tròn này, nó chính là những cái tiểu cầu, và những cái tiểu cầu nó sẽ được giữ cho những cái dàn giáo này, nó sẽ giải phóng từ từ các yếu tố tăng trưởng ra, và như vậy cái hiệu quả điều trị nó sẽ được kéo dài hơn. Và ngoài ra cái khung đó nó cũng sẽ giống như tạo ra cho chúng ta một cái giống như kiểu mình làm bánh, mình có khuôn vậy đó, thì nó sẽ tạo ra một cái khuôn để chúng ta có thể giữ được cái cấu trúc điều trị nó lâu dài hơn. Thì về BF hiện nay chúng ta có hai dạng. Một cái dạng người ta gọi là BF dạng tim, và một cái dạng thứ hai là cái dạng mà BF dạng đông tụ. Thì cái dạng tim thì người ta sẽ ứng dụng nhiều trong tim khớp, tim thẩm mỹ, trong tim trong những cái trường hợp mà chúng ta cần tim vào cái vị trí tổn thương hoặc là cái vị trí vết thương. Còn cái dạng thứ hai là cái dạng đông tụ, bởi vì mình thu cái BF này mình không có chất chống đông, cho nên khi mà mình thu nhận ra với cái thời gian ly tâm, với cái tốc độ ly tâm, với cái thời gian ly tâm phù hợp, mình sẽ ra được những cái cục huyết tương nó đông lại, giống như kiểu mình có hay coi là người ta làm tiết canh á, nhưng mà ở đây mình ly tâm cho nên mình loại cái phần màu đỏ ra, cho nên cái cục đông tụ của mình nó màu vàng. Thì cái cục gel đông tụ BIF đó nó có thể được ứng dụng để trong nha khoa, tức là nhổ răng hoặc là cắm implant, người ta sẽ đưa cái cục BIF này vào thì nó sẽ kích thích cho cái quá trình chữa lành cái vị trí mà phẫu thuật hoặc là cái vị trí nhổ răng đó nó được nhanh lành hơn. Thì cái BIF đông tụ được ứng dụng trong những trường hợp đó, hoặc là được sử dụng như là một cái dạng màng sinh học để người ta đắp lên, tức là người ta lấy nguyên cái đó người ta đắp lên cái vết thương thì nó sẽ che phủ vết thương vân vân. Những cái phương án khác nhau để mà chúng ta thu nhận cái dạng BIF dạng BIF dạng tim hoặc là BIF dạng đông tụ thì cũng đã được công bố. Thì ở đây là một số các cái hình ảnh chúng ta thấy là khi họ sử dụng cái BIF thế hệ 2, tức là cái BIF này trong những cái trường hợp vết thương. Ở đây là chúng ta thấy một cái vết loét của một cái bệnh nhân về loét do đáy tháo đường, thì chúng ta thấy là sau điều trị cái vết thương nó cải thiện rất là rõ, và trong những cái vấn đề về thẩm mỹ cũng cải thiện những cái vùng vết nhăn, những cái vùng chân chim hay những cái vùng nhăn ở hốc mắt vân vân. Thì cho đến thời điểm hiện tại thì có trên 600 cái công bố khác nhau về BIF. Tại sao mình phải nhấn mạnh cái điều này? Bởi vì đây là một cái thế hệ mới của cái PRP. Nếu PRP là những năm 70 thì cái PRF này nó mới được phát triển từ những năm 2000 trở lại đây. Nhưng mà số lượng công bố nó ngày càng nhiều về lâm sàng. Điều đó chứng tỏ là gì? Các bác sĩ, các nhà y học người ta rất là quan tâm đến cái thế hệ này của PRP, cái thế hệ 2 của PRP. Cái hiệu quả về đóng vết thương của cái PRF là nó trên 90%. Bởi vì nó tạo ra được một cái dạng màng, nó tạo ra được một cái dạng khuôn, cho nên là nó mang lại cái hiệu quả điều trị rất là tốt. Tham Lam nói chia sẻ một tí xíu nữa. Chúng ta có PRP, chúng ta có PRF, thì ở đây chúng ta sẽ có một cái dạng nữa là một cái mở rộng nữa của cái chế phẩm về máu. Chúng ta gọi nó là cái albumin gel, hoặc có một số các bác sĩ thì gọi nó là biofiller. Chúng ta hay nghe nhiều về filler là tiêm chất làm đầy, ví dụ như HA, hay là chúng ta tiêm Botox hay tiêm này kia để tạo ra một cái cảm quan cái gương mặt nó căng nó đầy, hoặc là kể cả là tiêm vào trong những cái vùng khuyết hỏng khớp. Thì ở đây biofiller hay albumin gel hay là BB gel nó cũng là một. Thì ở đây cái cơ sở khoa học để người ta đề xuất ra cái chế phẩm này là cái gì? Trong huyết tương của mình thì nó chứa rất là nhiều albumin, và như vậy khi người ta dùng nhiệt để người ta hít cái huyết tương, tức là làm nóng cái huyết tương đó lên, thì giống như mình đi luộc trứng gà vậy, thì cái albumin là cái lòng trắng trong cái quả trứng nó sẽ đông lại. Thì ở đây người ta làm nóng cái huyết tương lên thì cái albumin trong huyết tương nó sẽ đông lại, và khi nó đông lại nó sẽ tạo ra một cái dạng keo sệt, và cái dạng keo sệt đó người ta có thể ứng dụng nó như là một cái dạng filler, tức là một cái dạng chất làm đầy. Thì chúng ta thấy là người ta đun nóng, người ta hít cái huyết tương này lên thì nó sẽ ra cái dạng giống như thế này,
gel nó sệt 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 như thế này, và khi chụp cái khi người ta dùng cái kính hiển vi để người ta chụp thì ở đây chúng ta sẽ thấy nó là những cái hạt rất là đều và rất là mịn với nhau. Mà mình nhìn cơ bản thì giống, nó giống như mỡ vậy, nó giống như cái mỡ tự thân của mình. Thì hiện nay cái BB gel này hay albumin gel này nó được ứng dụng trong cái vấn đề về làm đầy, trong những cái vấn đề về khuyết hỏng, tức là chúng ta là bù đắp vào những cái vùng khuyết hỏng. Thì ở trong cái plasma gel hay là cái biofiller này nó sẽ chứa rất là nhiều albumin và chứa nhiều cái fibrinogen, và cái thành phần này nó có thể hoạt động dưới da, nó có thể kích hoạt cái quá trình tái tạo tự nhiên, và đây là một cái chế phẩm tự thân cho nên nó sẽ không có những cái nguy cơ về dị ứng hay những cái nguy cơ về thải loại. Thì đây là một cái giải pháp nữa mà chúng ta cũng có thể cân nhắc trong một số trường hợp chúng ta cần một cái gì đấy để làm đầy, thì chúng ta có thể lấy từ chính máu của chúng ta, hay nói cách khác là khi các bác sĩ chúng ta thu nhận một cái lượng máu từ bệnh nhân ra. BAB là phần giàu tiểu cầu, cái phần nghèo tiểu cầu là BBB ở phía trên á. Hồi trước đây thì hay bỏ, hoặc là sau này thì tiếc thì đem về nhà bôi lên mặt hay là bôi lên da. Nhưng mà bây giờ mình có thể sử dụng cái đấy để làm cái filler này, để có thể ứng dụng thêm trong một số trường hợp mình cần thiết. Nói chung là mình không bỏ cái gì cả từ một cái thể tích máu của mình. Thì PAF là một cái dạng BRB thế hệ thứ hai, và chúng ta sẽ thấy những cái công trình công bố về cái việc sử dụng PAF hay là sử dụng cái PPB kết hợp với PAF. Ở đây chúng ta có liquid PAF trong cái vấn đề về tạo ra những cái gel để ứng dụng. Thì đối với cái gel này thì một cái công trình họ đã đưa lên trên cái tạp chí về tiểu cầu, hướng dẫn cho chúng ta rất là rõ về cái cách mà chúng ta có thể chế tạo được cái PAF này, và cũng như là cái PAF gel này để chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề về làm đầy, tiêm vào những cái vị trí khuyết hỏng. Chúng ta có những cái dạng albumin, dạng gel mà có thể tiêm được. Nó vẫn tiêm được chứ nó không phải là đông cứng như là cái lòng trắng trứng của mình. Thì mình luộc trứng mình cũng thấy là nhiệt độ khác nhau mình sẽ ra cái đông đặc khác nhau. Thì ở đây nó cũng như vậy thôi. Nguyên tắc nó dựa trên cái nguyên tắc đơn giản như vậy. Thì về ứng dụng trong y khoa thì BRB hiện nay được phân thành hai cái nhóm ứng dụng chính. Nhóm ứng dụng thứ nhất là chúng ta kết hợp với lại các phương pháp phẫu thuật can thiệp để đẩy nhanh tốc độ làm lành vết thương. Ví dụ như ứng dụng trong phẫu thuật nha khoa nè, ứng dụng trong phẫu thuật thẩm mỹ nè, ứng dụng trong phẫu thoái hóa đĩa đệm hay thoát vị đĩa đệm hay là thoái hóa đốt sống v.v. chúng ta có thể ứng dụng được hết. Ở đây chúng ta hiểu là liệu pháp PRP nó là một cái liệu pháp tự thân, và cái nguyên tắc chúng ta ứng dụng là chúng ta dựa trên cái bản chất của cái chế phẩm này là nó có chứa những cái yếu tố kích thích quá trình tái tạo, giảm viêm, giảm đau, cho nên cái chỉ định của PRP là không hạn chế. Có nghĩa là chúng ta có thể chỉ định trên bất cứ trường hợp nào mà cái bản chất chế phẩm của mình có thể ảnh hưởng. Đó là một cái mà chúng ta nắm về những cái ưu điểm của cái liệu pháp tự thân. Về ứng dụng trong cái điều trị ngoại trú thì hiện nay PRP có thể ứng dụng trong vấn đề về da liễu, vấn đề về bệnh lý về mắt, và mạnh nhất là cái vấn đề về chấn thương thể thao cũng như là thoái hóa khớp. Nó mang lại những cái kết quả rất là tuyệt vời khi mà chúng ta sử dụng cái liệu pháp này. Cái trên đó nó luôn chạy chậm hơn, nó sẽ bị chạy chậm nhiệt hơn ở đây. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp qua cái phần chính thứ hai, đó là cái ứng dụng của PRP và PRF trong cơ xương khớp. Thì trên cái hình này thì Nhung chia sẻ là chúng ta thấy là sau khi chúng ta thu máu là chúng ta liên tục thấy đây là PRP. Đây là cái phần hồng cầu mà chúng ta sẽ bỏ đi, phần giữa này sẽ chứa cái bạch cầu và cái tiểu cầu. Thì cái PAF thì người ta sẽ sử dụng thu nhận ra nó sẽ có cái bạch cầu này, trong đây nó sẽ là cái khối fibrin và sẽ có chứa cái tiểu cầu. Thì chúng ta có thể ứng dụng cái PAP và như PAF này trong nhiều cái vấn đề khác nhau, ví dụ như trong những cái điều trị về tổn thương sụn, tổn thương gân, động rách dấp xoay, rồi những cái vấn đề ở sụn chêm, rất là nhiều cái khía cạnh khác nhau, và kể cả là trong những cái vấn đề về những cái vết thương mãn tính khó lành thì chúng ta cũng có thể ứng dụng cái chế phẩm này. Thì về cái trong cái điều trị cơ xương khớp á, thì chúng ta sẽ thấy những cái yếu tố tăng trưởng có trong cái chế phẩm của chúng ta là PRP và PAF nó sẽ đóng góp rất là nhiều vào cái quá trình tái tạo, ví dụ như TGF-beta, IGF v.v. Tuy nhiên ở đây Nhung nhấn mạnh một cái tí xíu ở cái PAF, bởi vì số lượng những cái bài nói về PAF hiện nay trong cơ xương khớp thì nó cũng chưa thực sự nhiều,
thì cái PIF nó sẽ có thêm một cái đặc tính, đó là nó có cái đặc tính điều hòa về miễn dịch và khả năng kiểm soát viêm, khả năng kiểm soát viêm, và cái bản chất của nó là nó có rất là nhiều fibrin, cho nên nó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái khung fibrin tự nhiên, và do đó nó giúp cho cái quá trình tái tạo mô và duy trì các yếu tố tăng trưởng cũng như là các cái tế bào gốc tại cái vị trí mô tổn thương đó, và nó có cái hiệu quả trong việc chúng ta bắt giữ những cái tế bào rất là tốt bởi vì nó là một cái khung fibrin. Thì đi về cái câu chuyện PRP và PRF trong điều trị thoái hóa khớp, thì trong cái slide này Nhung chia sẻ đó là cái cơ chế mình ứng dụng liệu pháp hay mình ứng dụng thuốc á, trên điều trị thì mình phải biết được nó có cái cơ chế điều trị như thế nào ha. Nếu nó không có cơ chế thì mình không gọi nó là thuốc hay là liệu pháp điều trị, mà mình sẽ gọi nó là những sản phẩm bổ trợ, ví dụ như thực phẩm chức năng, chúng ta chưa có đồ đầy đủ về mặt cơ chế khoa học. PRP thì chúng ta sẽ thấy nó có những cái cơ chế rất là cụ thể. Thứ nhất á, là cái PRP nó sẽ cung cấp cái chất nền ngoại bào cho cái chỗ vị trí bị tổn thương sụn khớp đấy. Thì những cái chất nền này nó sẽ giúp cho cái vùng khớp bị tổn thương, vùng bị tổn thương đấy nó được nhờn hơn, được đầy đủ các cái chất nền ngoại bào này hơn. Cái cơ chế thứ hai là nó thông qua cái cơ chế là giảm viêm. Ở đây chúng ta sẽ thấy trên những cái tế bào sụn trong khuôn thai, nó sẽ biểu hiện những cái thụ thể. Những cái thụ thể này thì sẽ bị tác động bởi những cái phân tử gây viêm ở trong cơ thể của chúng ta, ví dụ như là các TNF-alpha hay các là các interleukin, interleukin 1. Tuy nhiên khi mà mình sử dụng cái PRP này á, thì trong cái PRP nó sẽ có những cái yếu tố mà nó ngăn chặn cái sự tương tác giữa cái yếu tố gây viêm đó với là cái tế bào sụn. Ở đây chúng ta sẽ thấy nó sẽ chèn vào cái vị trí này. Và khi nó chèn vào đây thì các cái tế bào sụn này nó sẽ không nhận được cái tín hiệu bị viêm nữa, và lúc đó nó sẽ không có tiết ra những cái phân tử là metalloproteinase. Metalloproteinase là những cái phân tử nó sẽ phân giải những cái chất nền ở trong cái vùng sụn khớp đấy, thì cho nên tác động lên trên tế bào sụn là nó đi theo cái cơ chế này. Còn tác động lên trên các cái tế bào hoạt dịch để mà tạo dịch đó, thì các cái yếu tố tăng trưởng trong PRP, trong PRF nó sẽ kích hoạt những cái tế bào này sản xuất ra rất là nhiều cái hyaluronic acid. Chúng ta thấy trong tim khớp người ta cũng hay tìm cái chất này. Và ngoài ra những cái growth factor này nó cũng có tác động lên các cái nguyên bào xương, làm cho các cái nguyên bào xương này tăng sinh để tăng thêm sự hình thành xương, vân vân. Thì như vậy chúng ta thấy là một cái giải pháp nhưng mà nó có cái cơ chế tác động trên ít nhất là bốn hướng, trong đó có ba loại tế bào và một cái là đi vào con đường chất nền. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái cơ chế điều trị của PRP nó đã được chứng minh không chỉ ở mặt in vitro, in vivo mà kể cả là trên lâm sàng. Đây là một cái hình ảnh người ta sử dụng cái PRP trong điều trị những cái vùng rách gân gót, achin, và cái kết quả chúng ta thấy sau điều trị nó cải thiện rất là tốt. Ở đây thì Nhung chia sẻ với mỗi một cái bài nói và trong mỗi từng slide sẽ đều có cái phần trích dẫn và cũng như tài liệu nguồn, cho nên các bác sĩ, các anh chị chúng ta quan tâm mà muốn đọc thêm, chúng ta có thể đọc từ cái bài gốc này. Huyết tương giàu tiểu cầu trong cái thoái hóa khớp, những cái bài thống kê lâm sàng, hay là trong những cái vấn đề về điều trị cơ xương khớp nói chung. Và ở đây một cái bài mà Nhung cũng cảm thấy rất là ấn tượng, bởi vì họ thực hiện trên 1.000, họ thống kê trên 1.000 bệnh nhân trong cái điều trị thoái hóa khớp sử dụng cái PRP và có kết hợp với HA và cái PRP không, tức là chúng ta dùng PRP đơn thuần. Cho nên chúng ta thấy ở đây một cái giải pháp mà chúng ta có thể dùng đơn thuần hoặc là có thể kết hợp với những cái yếu tố khác, thì nó là một cái giải pháp cho chúng ta có sự ra những cái phác đồ điều trị. Rồi, PRP hay là PRF trong những cái vấn đề ở đây là rách gân chấp xoay hay là những cái tổn thương mô mềm, rồi những cái vấn đề về tổn thương khớp vân vân. Ở đây thì Nhung chia sẻ cái kết quả mới nhất trên cái nhóm về PRF. Thì người ta thử nghiệm cái PRF trên in vitro và in vivo, thì chúng ta sẽ thấy ở đây là một cái trường hợp người ta tạo ra những cái vùng tổn thương trên cái sụn khớp của động vật. Đây là một cái đối chứng, tức là người ta không điều trị bằng PRF, và đây là điều trị PRF sau 4 tuần và ở đây là điều trị PRF sau 16 tuần so với cái đối chứng. Thì chúng ta thấy cái mức độ cải thiện cái vùng sụn khớp bị tổn thương nó rất là rõ rệt trên các cái nhóm được điều trị. Và trên người á, thì người ta so sánh cái chỉ số VAS, tức là cái chỉ số đau, cái chỉ số khó chịu trên những cái người bệnh nhân bị thoái hóa khớp này, thì chúng ta thấy là việc sử dụng cái PRF
Ở đây thì họ sử dụng là LPF, tức là PF có thêm cái bạch cầu, thì cho thấy cái hiệu quả cải thiện cái chỉ số VAS này khá là tốt. Tuy nhiên đây mới là một cái công trình mà nó mang lại một cái sự quan tâm của cộng đồng bác sĩ rất là nhiều. Đó là một cái sự kết hợp giữa PRP và PRF. Thì với cái nghiên cứu này họ thực hiện tại... cùng với PRF, tức là tiêm PRP và tiêm cả PRF nữa. Thì và thời gian theo dõi của cái nghiên cứu này là 36 tháng. Có thể cho tới thời điểm hiện giờ với cái hiểu biết của Nhung thì đây là một cái nghiên cứu còn nhóm 2 là cái nhóm bệnh nhân thoái hóa khớp độ 4, thì chúng ta biết rồi, thoái hóa khớp độ 4 thì nó rất là nặng rồi. Thì ở đây chúng ta thấy là sau 30 tháng họ điều trị kết hợp PRP và cái PRF thì nó cho cái thời gian sống sót của cái vùng khớp, có nghĩa là kéo dài được cái câu chuyện là bệnh nhân không phải thực hiện thay khớp, nó được kéo dài đến 36 tháng. Thì đây là một cái kết quả mà nó rất là đáng ghi nhận. Và vì sao mà người ta đưa cái công trình này lên như một cái gợi ý để cho các bác sĩ có thể quan tâm, là bởi vì ở đây có một cái cách tiếp cận mới. Tức là chúng ta không chỉ tiêm PRP đơn thuần mà chúng ta sẽ kết hợp với cái PRF để chúng ta cung cấp thêm cái khung nền fibrin, và từ cái khung đấy nó sẽ giữ cái cấu trúc và nó giữ được những cái yếu tố tăng trưởng, nó giữ được những cái tiểu cầu ở trong đó trong thời gian dài hơn và nó kéo dài được cái hiệu quả điều trị. Còn cái công trình này thì mới công bố năm ngoái vào năm 2022 là ứng dụng cái PRP tự thân này trong cái điều trị những vấn đề về gọi là thoái hóa. Người ta theo dõi đến 48 tuần trong một cái thời gian cũng tương đối dài, và như vậy chúng ta thấy cái hiệu quả điều trị nó cải thiện trên 75% cho những cái bệnh nhân được điều trị. Thì bởi vì PRF nó là một cái thế hệ thứ hai của PRP. PRP thì mình nghe nhiều rồi, mình ứng dụng nhiều rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ tiếp cận thêm trên cái đối tượng này nữa để mình có thêm một cái giải pháp nữa. Thì nó là một cái thế hệ sau, nó được ra đời sau, cho nên chúng ta thấy những công bố về PRP hiện nay ngày càng nhiều. Đây là những cái công bố trên trong các cái nghiên cứu ở phòng thí nghiệm. Ví dụ như tụi Nhung là những công bố lên thì nó được xếp vô là những cái nghiên cứu ở phòng thí nghiệm, ở trong in vitro và in vivo. Thì chúng ta thấy nếu trước đây quan tâm PRP thì bây giờ chúng ta thấy PRF nè, rồi PRF kết hợp hay là với PRP nè, đó là những cái cách tiếp cận hiện nay theo xu thế hiện nay. Rồi các cái nghiên cứu trên lâm sàng, những cái nhung bôi vàng ở đây thì chúng ta sẽ thấy là kết hợp với plasma gel hay là kết hợp với lại cái PRP, kết hợp với lại PRF vân vân. Đây nó chạy chậm quá. Đây. Thì chúng ta sẽ thấy đó, những cái phần bôi vàng đó là những cái nghiên cứu mà người ta kết hợp PRP, PRF kết hợp với plasma gel vân vân. Thì chỉ muốn nhấn một cái điều đó chính là cái xu thế hiện giờ là chúng ta sử dụng cái PRP đơn thuần cũng được, nhưng mà chúng ta nên cân nhắc để chúng ta có thể kết hợp thêm những cái thế hệ khác của PRP, ví dụ như là PRF hay là cặp plasma gel, hoặc là những cái giải pháp tương đương. Thì một số các cái chia sẻ nhận định thêm cho cái phần này, thì khi chúng ta sử dụng PRP với PRF kết hợp á, nó là một cái phương pháp tiềm năng, bởi vì nó sẽ khắc phục được những cái nhược điểm của nhau. Ví dụ như là đối với cái PRP á, thì chúng ta sẽ thấy trong cái PRP nó sẽ có lượng tiểu cầu, và nếu chúng ta sử dụng PRP hoạt hóa thì nó sẽ có rất là nhiều yếu tố tăng trưởng. Nhưng mà ở đây á, nó là một cái dịch lỏng, cho nên khi chúng ta đưa vào những cái vùng bị tổn thương khớp, ví dụ như cái vùng khe khớp đó đấy,
Mất tiếng nó không nghe cô nói cô ơi. Không nghe được ban tổ chức ơi. Cô ơi, cô đâu rồi, cô không nghe tôi nói cô. Mở mi cô ơi. Thì chúng ta sẽ có những cái quy trình ly tâm khác nhau, một bước, hai bước, có dùng gel hay không, vân vân. Thì đối với cái cách thức thu nhận máu thì cái này các bác sĩ lưu ý là cái đường kính kim tim mà quá nhỏ sẽ gây vỡ tiểu cầu trong quá trình bác sĩ thu máu. Và khi tiểu cầu bị vỡ thì mình ly tâm mình thu nhận thì sẽ bị thất thoát cái huyết tương, thất thoát cái yếu tố tăng trưởng vào trong cái huyết tương, mình sẽ không có thu hết được. Cho nên cái đường kính kim tim và cũng như cái cách thức chúng ta thu nhận máu chúng ta cũng phải quan tâm. Tốc độ ly tâm, số lần ly tâm, cái này chúng ta cũng phải quan tâm, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái thời gian chúng ta thu nhận và thời gian chúng ta làm cái quy trình đấy. Cái yếu tố thứ ba là cái chất chống đông. Nếu mà thu BAB thì mới quan tâm chất chống đông, còn nếu bác sĩ thu BAF thì bác sĩ cũng cần quan tâm chất chống đông, tại vì thu BAF là mình dùng một cái ống hoàn toàn không chứa chất gì hết, nhưng mà lúc đó các bác sĩ lại quan tâm một cái cạnh khác. Tại vì hiện nay những cái ống mà hoàn toàn không chứa chất gì thì chúng ta cũng phải chú ý. Thì đa số các hãng họ nói như vậy, nhưng mà có những cái thì họ sẽ vẫn phủ một cái lớp silica gel để tạo một cái độ trơn trên thành ống. Thì nếu mà mình có quan tâm cái silica gel này có ảnh hưởng đến cái chế phẩm mình hay không thì mình cũng phải cân nhắc để mình chọn lựa cái ống mà nó sẽ không có cái thành phần silica gel này. Thì để dễ test thì mình dễ lắm, mình chỉ cần cho một ít nước vào trong cái ống đó, mình lắc lên, nếu cái ống nó đục tức nghĩa là trên ống nó có phủ. Và như vậy thì mình cân nhắc cái yếu tố đấy. Còn nếu mà thu BRP thì mình sẽ quan tâm có chất chống đông hay không. Chắc chắn là phải có rồi. Như vậy chất chống đông gì? Thì có những cái bài nghiên cứu họ so sánh các chất chống đông khác nhau. Thì các chất chống đông về nguyên tắc nó thực hiện cái chức năng chính là để chống đông máu. Nhưng tại sao người ta lại quan tâm so sánh? Bởi vì người ta thấy rằng có những trường hợp bệnh nhân khi mà họ sử dụng tiêm VIP, mà đặc biệt là tiêm những vị trí vào da, thì họ sẽ than với bác sĩ là sau này đau quá, khó chịu quá. Thì khi mà họ đau thì họ không theo hết được phác đồ của bác sĩ. Bác sĩ chỉ định là phải làm 3 phác đồ, họ làm được 1 phác đồ hoặc 2 phác đồ là họ bỏ. Và như vậy bác sĩ cũng không đạt được kết quả, mà bệnh nhân cũng không đạt được hiệu quả luôn. Thì như vậy cái việc mà chúng ta sử dụng cái chất chống đông, chúng ta cũng sẽ cân nhắc là chúng ta chọn cái chất chống đông nào mà bệnh nhân cảm thấy dễ chịu nhất, thoải mái nhất, họ không cảm thấy đau quá nhiều thì họ sẽ theo hết được cái phác đồ, và như vậy cái hiệu quả điều trị mình sẽ đạt được đến cái giá trị tối ưu mà như mình mong đợi. Cái yếu tố thứ tư chính là cái hoạt hóa. Như phần đầu mình nói, trên 70%, nếu không nói trên 80% hiện nay các ứng dụng PRP là ứng dụng PRP đã hoạt hóa. Do vậy chúng ta sẽ sử dụng các cái công cụ để chúng ta hoạt hóa. Thì tóm lại hiện nay chúng ta sẽ có 3 nhóm công cụ để hoạt hóa. Nhóm thứ nhất chúng ta gọi là nhóm chất hóa học. Đây là cái nhóm truyền thống lâu đời nhất, kinh điển nhất, bởi vì nó được phát triển rất là lâu rồi. Ví dụ như chúng ta sử dụng calcium hay chúng ta sử dụng patrosobin, thì chúng ta cho những cái chất này vào trong huyết tương thì nó sẽ xảy ra hiện tượng đông tụ. Và sau khi đông tụ xong, chúng ta sẽ đợi cái cục gel nó co lại và nó sẽ giải phóng cái dịch ra. Thì chúng ta lấy cái dịch đó, thì trong cái dịch đó nó sẽ chứa cái rho phát tờ. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm sinh học. Thì cũng tương tự như hóa học, là mình phải cho một cái chất gì thì sinh học mình phải cho một chất sinh học vào. Thì đó là cái thrombin. Thì ngày xưa người ta sử dụng nhiều là cái thrombin từ bò. Và những cái yếu tố này chúng ta cần phải chuẩn bị những cái chất này để chúng ta cho vào để chúng ta hoạt hóa. Đó là nhóm hoạt hóa hóa học và sinh học. Cái thứ ba là cái nhóm hoạt hóa bằng vật lý. Trước đây thì có những cái bài về hoạt hóa ánh sáng, bằng nhiệt, vân vân. Nhưng gần đây thì thế giới quan tâm nhiều về cái hướng là hoạt hóa bằng cơ học. Hoạt hóa bằng cơ học thì dựa trên nguyên lý là gây stress mau mạch.
những cái nghiên cứu người ta chỉ ra rằng là khi tiểu cầu đi qua những cái vị trí tổn thương, tức là những cái vị trí mau mạch bị đứt gãy, thì chính những cái vị trí đứt gãy, lòng mạch hẹp đó nó sẽ kích hoạt tiểu cầu hoạt hóa. Do vậy là các nhà khoa học người ta mới nghĩ đến câu chuyện là mình sẽ thiết kế một cái mau mạch ở bên ngoài cơ thể để cho nó làm giả cái mau mạch bị đứt gãy đấy, rồi mình đưa tiểu cầu qua cái vị trí đứt gãy đó nhiều lần để kích hoạt cái tiểu cầu. Và như vậy họ chế tạo ra là những cái dạng dụng cụ vật tư chứ không cần phải thêm những cái chất gì cả. Thì đó là cái hướng tiếp cận theo stress mau mạch. Thì ở đây thì Nhung cũng có chia sẻ trên cái slide này, nếu mà các bác sĩ cần thì có thể đọc thêm, là tức là người ta so sánh các chất chống đông khác nhau và chất chống đông nào sẽ làm cho bệnh nhân cảm thấy dễ chịu hơn và ít đau hơn. Thì đây là những cái so sánh mà họ thực hiện trên lâm sàng, tức là trên so sánh trên các nhóm bệnh nhân sử dụng các cái ống lấy máu để thu nhận cái PRP khác nhau. Thì Nhung thấy thì đối với những cái bác sĩ mà làm về thẩm mỹ thì họ thấy là dùng cái ống lấy máu mà chứa chất đông là sodium citrate thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn so với những chất chống đông khác, thì bệnh nhân sẽ theo được hết cái phác đồ. Về hoạt hóa thì về công nghệ hoạt hóa thì chúng ta hình dung là chúng ta dùng chất hóa học, chất sinh học, hoặc chúng ta dùng phương tiện cơ học hay là vật lý để chúng ta kích hoạt tiểu cầu giải phóng yếu tố tăng trưởng ngay tại trong cùng một thời điểm để chúng ta thu được cái chế phẩm đấy. Thì đối với cái hoạt hóa sinh học và hóa học thì nó đã được phát triển từ khoảng những năm 2000 và được ứng dụng rất là lâu. Và đối với cái nhóm cơ học thì thật sự thì các nhà khoa học mới đạt được patent vào năm 2014, tức nghĩa là một cái công nghệ rất là mới. Nó được phát triển trên nền tảng của công nghệ vi lưu, tức là microfluidic. Thì người ta sử dụng trên cái nền tảng là như thế này. Khi mà thế giới phát triển ra được cái công nghệ sản xuất vi lưu này, họ tạo ra được những cái dòng chảy rất là nhỏ, thì họ ứng dụng những cái này để trong việc nuôi cấy tế bào và cũng như trong việc kích hoạt tế bào. Thì họ thấy rằng khi mà họ đưa tiểu cầu qua những cái dòng chảy và những cái vị trí hẹp như thế này á, thì tiểu cầu nó bị hoạt hóa, tức là nó vươn ra những cái gai của nó và bắt đầu nó phóng thích các yếu tố tăng trưởng ra bên ngoài. Do vậy mà các nhà khoa học mới đề xuất đây là một cái giải pháp để chúng ta có thể hoạt hóa tiểu cầu mà không cần bổ sung thêm chất gì cả. Lúc đó thì những cái người bệnh nhân mà họ lo ngại về chuyện họ dị ứng với chất hóa học hay họ dị ứng với chất sinh học thì họ sẽ có một cái giải pháp khác, họ sẽ có một cái phương án khác để họ chọn lựa. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là cái dụng cụ này nó là một cái dụng cụ, mình hình dung nó giống như những cái chip nhỏ nhỏ vậy đó, nhỏ xíu như thế này, và trên đó có những cái dòng chảy và họ thiết kế những cái dòng chảy nó có đường đi ma trận như thế này và bơm qua bơm lại cái tiểu cầu thì tiểu cầu nó sẽ được hoạt hóa. Thì ở đây chúng ta thấy cái hình họ vẽ mô phỏng là họ bơm qua các cái lòng mạch, thì khi các tiểu cầu nó đi qua đi lại từ hình tròn nó sẽ chuyển sang dạng hình gai là hình mà tiểu cầu nó được hoạt hóa. Và lúc đó cái chế phẩm sẽ được thu nhận mà sẽ không lo có thêm những cái thành phần ngoại lai. Thì những người bệnh nhân có yếu tố dị ứng hay gì đấy thì họ sẽ yên tâm hơn để ứng dụng. Và bởi vì là một cái công nghệ mới được ra đời và được ứng dụng trong thời gian gần đây, cho nên họ cũng phải so với những cái truyền thống trước đây, ví dụ như là calcium hay là những cái probin, xem cái hiệu quả hoạt hóa của cái công cụ này nó như thế nào bằng hoạt hóa cơ học này. Thì họ cũng thấy rằng cái hiệu quả hoạt hóa là tương đương so với những cái phương pháp truyền thống trước đây về mức độ giải phóng các yếu tố tăng trưởng. Đó là một cái bài so sánh thống kê, so sánh tổng hợp để chúng ta sẽ thấy là chúng ta nên cân nhắc xong ta chọn cái phương án nào để chúng ta hoạt hóa cái chế phẩm. Thì nó sẽ tùy thuộc theo cái điều kiện thời gian và điều kiện đầu tư của đơn vị của mình. Thì về mặt chỉ định của PRP hiện nay ở Việt Nam của chúng ta thì sẽ chỉ định là gồm những cái gì? Thì Nhung xin đi lướt qua những cái này chút xíu. Thì hiện nay Bộ Y tế của mình ở trong danh mục khám chữa bệnh thì có cái chỉ định trong việc sử dụng cái PRP trong điều trị thoái hóa khớp, trong tim PRP trong điều trị phần bệnh lý phần mềm quanh khớp và kể cả là trong vấn đề về điều trị vết thương mãn tính. Thì chúng ta sẽ thấy là cũng khá là nhiều cái chỉ định, nhưng mà tập trung nhiều là vấn đề về cơ xương khớp vết thương. Về trong da liễu thì có hai cái chỉ định, đó là điều trị sẹo lõm bằng kỹ thuật tim PRP và cái thứ hai là trẻ hóa da. Thì trẻ hóa da thì rất là rộng rồi, chúng ta có thể áp dụng cái PRP này. Thì hiện nay cái PRP chủ yếu mà chúng ta thấy được quản lý thương mại đó là người ta quản lý theo dạng vật tư y tế, tức là những cái dụng cụ như kim tiêm, ống lấy máu hay là các cái thành phần để kích hoạt tiểu cầu á, thì được quản lý như là vật tư y tế. Thành ra các cái công ty thương mại người ta cũng bắt buộc phải công bố là các dạng vật tư y tế để được phép lưu hành của Bộ Y tế.
Thì ở Việt Nam của mình thì ứng dụng PRP và PRF vào các cái mảng nào? Nhiều nhất là vào nội khoa cơ xương khớp, thứ nhì là vào trong thẩm mỹ, điều trị da, điều trị sẹo vân vân, và trong vấn đề về điều trị vết thương mãn tính như là rồi các cái vết bỏng. Và gần đây thì các bác sĩ áp dụng, các bác sĩ về nha khoa răng hàm mặt thì ứng dụng nó rất. Thì còn có ứng dụng trong điều trị thụ tinh trong ống nghiệm nữa. Tức là tiêm PRP vào trong những cái trường hợp mà được tiên lượng là thụ tinh trong ống nghiệm khó khăn. Thì cái PRP nó có khả năng tái tạo và từ đó nó kích thích hình tái tạo được cái nội mạc tử cung. Và do vậy nó sẽ hỗ trợ cho cái quá trình chuyển phôi. Thì cái này các bệnh viện ở Huế, nè, rồi ở Đại học Y Hà Nội cũng đã thực hiện. Thì chúng ta thấy rằng để nói lại cái ý nói đó là chỉ định nó không hạn chế, mà nó sẽ dựa trên cái vấn đề là cái cách tiếp cận của chúng ta trên cái nền bệnh nhân là như thế nào. Nếu mà cái bệnh nhân đấy là cần tái tạo, cần vấn đề về viêm, vấn đề điều hóa miễn dịch thì chúng ta có thể chỉ định cái PRP này. Ôi là mất tiếng rồi cô. Trên bệnh nhân trong cái vấn đề điều trị không chỉ trong cơ xương khớp mà kể cả trong những vấn đề về các bệnh lý khác. Và xin cảm ơn sự chú ý của tất cả các bác sĩ, anh chị cũng như là tất cả các bạn, và cũng mong nhận thêm những cái góp ý cũng như là những cái chia sẻ thêm từ tất cả mọi người để có thể hạn chế thêm những cái chia sẻ thêm. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin cảm ơn phần báo cáo của phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Hải Dung, phó trưởng khoa sinh học công nghệ sinh học trường đại học khoa học tự nhiên Hồ Chí Minh. Thì tiếp theo chương trình hội thảo thì đến phần báo cáo cùng cụ giải pháp cho công nghệ GMO hóa bằng tên học và tiếp liên giờ điều cầu GIS ứng dụng trong cơ sở đó. Báo cáo nguyên trình bày là Đào Thị Anh Thư, giám đốc chuyên môn Việt Nam. Xin mời. Dạ, đây là một cái